sau đó bạn để sang đây cho nó gọn gàng nhé. Có luôn nhá. Đúng như nào phải như thế nhá. Tí nữa mình thấy xong. Cái này thì như thế này là nó. Mình thử xem liệu nó còn điện hay không thì. Và từ đây mình sẽ cắm vào cửa cổng này. Nó chặt này. Vẫn sẵn. Đây nếu mà trong tối thì sẽ nhìn thấy được cái nhánh nhái của nó. Bạn nhìn thấy như thế này. Pin này cũng chưa được đầy đâu bạn, còn có một vài cục có điện, còn một vài cục thì vài cục thì 99% mà vẫn đang còn cái tia sét này, cũng như là nó vẫn đang sạc đây, còn cái toàn tải kia 99%. Dễ.